Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Long An thực hiện 8 nhóm giải pháp khắc phục thừa thiếu giáo viên. Siết chặt kiểm soát không để xảy ra gian lận trong sát hạch lái xe. Tin thế giới, tổng thống Mỹ kêu gọi quốc hội tạm dừng thu thuế xăng. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tình trạng thừa thiếu giáo viên các cấp vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp khắc phục. Hiện giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh thừa 20 giáo viên, thiếu 435 giáo viên. Giáo viên trung học cơ sở thừa 54 giáo viên, thiếu 397 giáo viên. Giáo viên trung học phổ thông còn thiếu 117 giáo viên. Nhân viên hành chính còn thiếu 739 ở các cấp học để khắc phục tình trạng này ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản đề nghị sở giáo dục và đào tạo các sở ngành liên quan và các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp tuyển dụng sắp xếp bố trí giáo viên nhân viên trường học thực hiện đặt hàng với các cơ sở đào tạo giáo viên để đào tạo mới đào tạo liên thông bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người đã tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp và có nguyện vọng trở thành giáo viên ưu tiên biên chế giáo viên đối với địa bàn còn nhiều khó khăn trong việc phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện sắp nhập các trường có quy mô nhỏ lẻ theo hướng xây dựng trường nhiều cấp học địa phương thừa giáo viên thực hiện bố trí phân công kiêm nhiệm các vị trí nhân viên trường học còn thiếu đồng thời điều động giáo viên thừa cấp trung học cơ sở các bộ môn âm nhạc mỹ thuật tinh học ngoại ngữ giáo dục thể chất sang giảng dạy các môn chuyên ở cấp tiểu học điều động có thời hạn giáo viên các bộ môn thừa cấp trung học cơ sở có chuyên môn tốt đến giảng dạy hỗ trợ cho các trường trung học phổ thông còn thiếu Điều động có thời hạn giáo viên thừa cấp trung học phổ thông đến giảng dạy hỗ trợ các trường trung học cơ sở còn thiếu. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022 sẽ tổ chức trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7. Hiện các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cần Giuộc đang tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12 theo các phương án phù hợp, giúp trang bị đủ kiến thức kỹ năng để các em tự tin bước vào kỳ thi sắp đến. Năm học 2021-2022, trường Trung học Phổ thông Cần Duộc có 480 học sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Tùy theo môn học, trường bố trí sắp xếp số tiết ôn tập phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ kiến thức cho học sinh trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Trong đó, học sinh khá giỏi được ôn tập nhiều kiến thức giới độ phân quá cao nhằm giúp các em đạt điểm khá trở lên. Học sinh trung bình được chú trọng ôn tập và củng cố những kiến thức căn bản, đặc biệt là giúp các em nắm chắc lý thuyết và những công thức quan trọng. Ngoài ra, nhà trường còn tăng cường thông tin tuyên truyền tiếp vấn cho học sinh phụ huynh về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay, các phương án tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp. Thì trường cũng tổ chức ôn tập cho học sinh đến ngày 4 tháng 7 còn 3 ngày nữa để các em nghỉ ngơi và chuẩn bị thi vào ngày 7 ngày 8 về công tác tổ chức ôn tập cũng như là phụ đạo cho các học sinh yếu kém thì trường cũng đã quan tâm à, trao đổi với lại phụ huynh học sinh à, nhắc nhở các em ôn tập cho nó tốt về cơ sở vật chất thì trường cũng à, trang bị đầy đủ về à, các yếu tố phòng chống dịch trong giai đoạn mới à, như nước sát khuẩn rồi có khẩu trang để các em à, chuẩn bị vào phòng thi Bên cạnh việc tổ chức ôn tập phụ đạo cho học sinh, trường còn tổ chức thi thử, giúp các em hiểu rõ năng lực của bản thân và biết được những điểm yếu, những kiến thức còn thiếu để kịp thời bổ sung và có phương pháp ôn tập phù hợp. À, nhà trường tổ chức những cái lớp học ôn tập 4 tuần cuối vào các ngày đủ đầy đủ các ngày trong tuần. Ngoài ra có lớp học phụ đạo để bồi dưỡng các học sinh yếu với mục tiêu là tốt nghiệp hoàn tất cả học sinh đều tốt nghiệp à, em cũng mong muốn là tất cả các bạn thi trung học thông năm nay sẽ đạt được những cái trường những cái nguyện vọng mà mình mơ ước hiện tại thì giai đoạn học tập và chuẩn bị cho kỳ thi của tụi em đã đến giai đoạn nước rút cuối cùng thế nên là do đó ngoài việc học tập và rèn luyện trên lớp thì ở nhà em luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho việc học tập của mình bằng cách là ôn luyện ở những kiến thức cũ cũng như là cố gắng học tập để mở rộng phần nâng cao kiến thức của mình để từ đó tạo được cái tâm thế sẵn sàng để được đạt được kết quả tốt nhất cho kỳ thi sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, quyện Cần Duộc có hơn 1.700 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi gồm trường trung học phổ thông Cần Duộc, trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, trường trung học phổ thông Đông Thạnh và trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Thị Một. Hiện các trường phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các hoạt động tiếp sức mùa thi nhằm đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thuận lợi nhất cho thí sinh. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có thông tin về kết quả điểm thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo kết quả chấm thi có hơn 60% thí sinh tại Đà Nẵng có điểm thi trên trung bình ở cả 3 môn thi ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, môn toán chỉ có 8 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, ngoại ngữ là 197 thí sinh và môn ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Trong kỳ thi này, Đà Nẵng có 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập của Đà Nẵng là 11.344 chỉ tiêu. Vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm thi trên hệ thống tra cứu điểm thi và Trung tâm Dịch vụ Công Đà Nẵng. Và sáng ngày 24 tháng 6, các trường trung học phổ thông đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho học viên trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, việc đầu tư nâng cấp trường cao đẳng Long An đang được tính đến. Theo đó, ngoài đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại trụ sở chính trường cao đẳng Long An còn tổ chức đào tạo hệ sơ cấp thường xuyên dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956. Tuy nhiên hiện nay trụ sở chính của trường đang bị quá tải về nhà xưởng để phục vụ giảng dạy, trong khi công tác tuyển sinh đào tạo của trường sẽ tăng dần trong thời gian tới. Ước tính lưu lượng đào tạo của trụ sở chính trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 9.300 học sinh sinh viên, ước tuyển sinh năm 2025 khoảng 1.000 sinh viên cao đẳng, hơn 1.200 sinh viên trung cấp với lưu lượng đào tạo trên thiệp việc đầu tư nâng cấp trường cao đẳng Long An giai đoạn 2021-2025 là thực sự cần thiết và cấp bách. Công trình thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư trên 77 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 70 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh. Chuyển sang một số thông tin khác Thưa quý vị, trong những năm gần đây, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Bến Lức được duy trì và phát triển phong phú, phục vụ đa dạng theo hướng tiện ích và ngày càng hiện đại đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 13.600 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Từ khi phát triển khu dân cư đô thị Trần Anh Riverside, khu dân cư Nam Long, Waiterbourne mở ra không gian phát triển mới với nhiều loại hình thương mại dịch vụ trong tương lai, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu ngành thương mại dịch vụ cho địa bàn huyện. Bên cạnh tình hình các siêu thị và cửa hàng tiện ích như là Coop Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Điện Máy Chợ Lớn, cửa hàng sản phẩm gia cầm sạch, huyện còn phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị kinh doanh, tổ chức các chương trình bình ổn giá, đưa hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho người dân trong huyện và công nhân lao động địa bàn nông thôn. Hệ thống các sân chơi, các cơ sở dịch vụ, các ngành nghề, các sản phẩm dịch vụ được đầu tư hoàn thiện và đa dạng, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và đời sống của người dân trong huyện. Mới đây tại thành phố Đà Nẵng, Quỹ dân số Liên hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức khai trương Trung tâm Dịch vụ Một cửa mang tên Ngôi nhà Ánh Dương để trợ giúp người bị bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình. Đây là trung tâm thứ tư tại Việt Nam và là cơ sở đầu tiên tại khu vực miền Trung. Ngôi nhà Ánh Dương ra đời nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ những người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Trung tâm này cung cấp các dịch vụ thiết yếu toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế cho phụ nữ và trẻ em gái đang gặp hoặc có nguy cơ bị bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, tư vấn, dịch vụ xã hội, nhà tạm lánh, bảo vệ từ công an, dịch vụ pháp lý, tư pháp và chuyển tuyến. Trong đó người bị bạo lực được tôn trọng và bảo vệ đồng thời đảm bảo về quyền riêng tư và bí mật. Ngôi nhà ánh dương do quỹ dân số Liên hiệp Quốc tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và dị thành niên thành lập và vận hành với sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản thưa quý vị tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp đổi giấy phép lái xe theo đó tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các sở giao thông vận tải kịp thời phát hiện kiểm tra và xác minh các tổ chức cá nhân thực hiện các hành vi gian lận trong các kỳ thi sát hạch không để người giữ sát hạch mang điện thoại di động thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong sân sát hạch để gian lận trong quá trình sát hạch đồng thời kiểm tra giám sát quá trình sát hạch lý thuyết qua hệ thống camera lắp đặt tại trung tâm sát hạch kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm qua 3 tuần thí điểm, số lượng xe sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc ô tô Hà Nội-Hải Phòng đạt hơn 46.400 lượt xe trên ngày đêm, bằng 107% lưu lượng trung bình 22 ngày trước khi thực hiện thí điểm. Mỗi ngày, bình quân có thêm hơn 1.600 xe đăng ký gián thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đa số chủ phương tiện chấp hành quy định. Trong thời gian bắt đầu thí điểm đến nay cũng không xảy ra các sự cố lỗi kỹ thuật và các sự cố về thẻ. Vào các ngày cao điểm cuối tuần, lưu lượng xe tăng nhưng cũng không xảy ra ủng tắc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi quốc hội nước này tạm dừng thu thuế xăng trong 3 tháng để giảm áp lực lạm phát tới đời sống người dân. Chúng ta có thể giảm giá năng lượng và giúp các hộ gia đình bớt khó khăn. Tôi kêu gọi khối doanh nghiệp tăng cường lọc dầu để hạ nhiệt giá xăng. Tôi cũng kêu gọi quốc hội hoãn thu thuế xăng trong vòng 3 tháng. Chỉ có phối hợp cùng nhau, chúng ta mới có thể giảm giá xăng. Dù không thể giải quyết rốt ráo tình hình, nhưng vẫn sẽ là sự trợ giúp lớn. Nếu được quốc hội thông qua, mức thuế liên bang là 18,4 cent cho mỗi gallon xăng và 24,4 cent cho dầu diesel sẽ được tạm dừng trong 3 tháng. Tuy nhiên, ước tính dự luật mới sẽ gây thiệt hại cho nước Mỹ 10 tỷ đô la Mỹ. Đề xuất của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của ông đang sụt giảm nghiêm trọng và đã ở tuần thứ tư liên tiếp ngang mức thấp kỷ lục hồi cuối tháng 5 vừa qua là 36%. Quỹ ban cho Âu đã đề xuất các quy định mới nhằm giảm một nửa lượng thuốc trừ sâu được sử dụng tại khu vực và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của Liên minh châu Âu. Đây là một nỗ lực để tăng cường bảo vệ sức khỏe và phục hồi số lượng động vật quan giả đang suy giảm mạnh trong khu vực. Trong khi đó, đề xuất về việc khôi phục môi trường yêu cầu các nước Liên minh châu Âu thực hiện các biện pháp nhằm khôi phục môi trường tự nhiên ở mức tối thiểu là 20% diện tích đất Liên minh châu Âu. Và đến năm 2050, sẽ khôi phục tất cả các hệ sinh thái đã bị suy thoái. Ủy ban châu Âu cũng mong muốn chặn đứng tình trạng suy giảm số lượng ong và các loài thụ phấn tại 27 nước thành viên vào cuối thập kỷ này. Các quy định mới cần được nghị viện châu Âu và các nước thành viên thông qua. Tuy nhiên, hiện các quy định này đã dấp phải sự phản đối từ các bên tham gia những lĩnh vực sản xuất nông nghiệp quan trọng. Anh vừa thông báo chỉ số lạm phát hàng năm của nước này đã lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Điều này đang vào mòn tiền lương của người lao động, ngân quỹ của các gia đình và gây khó cho ngân hàng trung ương Anh trong việc duy trì kế hoạch nâng lãi suất. Theo văn phòng thống kê quốc gia Anh, lạm phát tại Anh đã tăng từ mức 9% trong tháng 4 lên 9,1% trong tháng 5, mức đỉnh mới kể từ năm 1982 do giá thực phẩm leo thang và giá xăng đạt mức kỷ lục. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh dự báo lạm phát có thể sẽ tăng lên đến 11% trước cuối năm nay do giá năng lượng tiếp tục tăng cao. Mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ đang kéo theo sự khủng hoảng về giá sinh hoạt. Ngoài Anh, nhiều nước trên thế giới cũng đang đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Ukraine, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào mới đây cho biết, sau thời gian bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch, nước này đang triển khai thúc đẩy ngành du lịch phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhất là chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế đến du lịch sau khi mở cửa hoàn toàn đất nước. Thông báo cho biết, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan và địa phương tuyên truyền về chính sách mở cửa đất nước và thu hút khách du lịch quốc tế như thiết kế poster quảng bá về các biện pháp xuất nhập cảnh vào Lào bằng tiếng Lào và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin đại chúng trực tuyến. hãng sản xuất thuốc lá điện tử lớn nhất của Mỹ, Juul Labs, sắp bị khai tử tại thị trường nội địa. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đang chuẩn bị đưa ra phán quyết này gần 2 năm sau khi Chun nập đơn xin được phép tiếp tục bán thuốc lá điện tử ở Mỹ. Chun Lab đang bị cáo buộc cố tình tiếp thị sản phẩm cho trẻ vị thành niên và không cung cấp đầy đủ thông tin về hàm lượng các gây nghiện trên bao bì sản phẩm. Chun cũng bị cáo buộc không đưa thông tin về hàm lượng nicotine trên bao bì sản phẩm trong giai đoạn trước năm 2018. Chúng tôi sốc trước quyết định của chính phủ bang Chúng tôi không thể bán những sản phẩm của Chun ở đây, nhưng khách hàng thì vẫn có thể tìm mua qua hình thức trực tuyến. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA xem xét khai tử sản phẩm của Chun dựa trên kết luận liệu thuốc lá điện tử có hiệu quả trong việc khiến người hút thuốc bỏ thuốc lá hay không. Và nếu có, thì liệu lợi ích đối với người hút thuốc có lớn hơn tác hại mà thuốc lá điện tử gây ra cho những người mới sử dụng, bao gồm cả thanh thiếu niên hay không? Xuất hiện lần đầu vào năm 2000, thuốc lá điện tử nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới trẻ Mỹ. Doanh số bán ra của tập đoàn Juul chiếm hơn 64% toàn bộ thuốc lá điện tử tại quốc gia này. Phần tin thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.